Xin kính chào cả nhà đến với kênh đồ cổ sưu tầm ha. Hôm nay thì có một số cái món đồ cổ, đồng cũ để sưu tầm với cô chú anh chị mình ha. Thì hôm nay có khoảng mười mấy món giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Cô chú anh chị mình giao lưu thì đặt hàng liên hệ qua số điện thoại là 0926229638 của kênh ha. Thì đi vào chi tiết xin giao lưu từng món đến cô chú anh chị mình ha. Đầu tiên là mã số 1 là giao lưu với cô chú anh chị mình cái cặp tài đĩa ha. Tài đĩa bằng đồng rất là đẹp luôn mọi người. Đồng vàng rất là đẹp luôn ha. Ông ngồi trên cái nguyên cái đống tiền rất là đẹp luôn ha, sang luôn ha. Và cái chiều cao đo được của cái cặp này đó là cao khoảng 20 cm, và bề ngang khoảng 15 cm mọi người. Thì nặng cá cặp như thế này là khoảng 5,1 kg, giá giao lưu với mọi người là 2,2 triệu ha. Rồi, rất đáng sưu tầm ha. Đó là cái mã số 1 ha. Rồi tiếp theo giao lưu mọi người cái mã số 2, đó là cái cám bằng đồng ha. Cám bằng đồng rất đẹp luôn, đồng vàng ha. Trên đây thì nó có làm cái hình của những cái cây trúc trên nắp này cũng vậy ha. Này dưới này có đóng một chuyện luôn mọi người. Thì cái kích thước của cám đồng này đo được đó là cái chiều cao nó khoảng rơi vào khoảng 8 cm ha, và bề ngang khoảng 12 cm mọi người. Thì nó nặng khoảng 500 g ha. Giá giao lưu với mọi người là 850k ha. Rồi đó là cái mã số 2 ha. Tiếp theo cái mã số 3 thì giao lưu với mọi người đó là cái chum mà tứ cốc trắng chum ha, tiền rất là đẹp luôn nha. Bên xung quanh làm những cái đồng tiền vàng rất là đẹp ha. Ở dưới này thì có nhiều cái cốc ngậm tiền phía dưới luôn ha, có đóng mộc dưới này luôn ha. Ở dưới này có hình mấy con rồng nữa ha. Đây mọi người xem ha, rất đẹp luôn ha. Thì cái kích thước đo được của cái chum này đó là chiều cao rơi vào khoảng 12 cm mọi người, và bề ngang của nó thì khoảng cũng 12 cm luôn ha. Thì cái này nặng khoảng 800 g ha, giá giao lưu với mọi người là 1 triệu ha. Rồi 1 triệu cho cái mã số 3 luôn ha. Mã số 4 thì giao lưu với mọi người cái tượng Tam Thế Phật ha. Đây hình đây có mỗi cái vị Phật một góc vậy ha. Ở dưới này có 1 triệu luôn ha, rất là đẹp luôn ha. Rồi Tam Thế Phật, mỗi người ngồi trên cái đài sen này, ở phía dưới này cái đài sen lớn luôn ha. Thì cái kích thước đo được của cái tượng này đó là cái chiều cao rơi vào khoảng 24 cm nha mọi người, và bề ngang đo được là khoảng 12 cm ha. Tượng này nặng khoảng 1,6 kg, giá giao lưu với mọi người là 1,2 triệu ha, rất đáng để sưu tầm nha mọi người. Rồi tiếp theo là cái mã số 5 giao lưu với mọi người cái tượng Phật Cửu Long ha. Ở đây thì mẹ Quan Âm đứng chính giữa này, thì có 9 con rồng xung quanh ở ngoài này ha, rất là đẹp luôn ha. Đây quay phía sau cho mọi người xem luôn ha, rất là đẹp luôn nha mọi người. Đây rồi cái kích thước của cái tượng này thì đo được đó là cái chiều cao rơi vào khoảng 35 cm ha, và bề ngang là khoảng 16 cm nha. Thì cái tượng này nặng khoảng 5,6 kg mọi người, giá giao lưu với mọi người là 2,5 triệu ha. Rồi đó là cái mã số số 5 nha mọi người. Tiếp theo cái mã số 6 là giao lưu với mọi người cái tượng của Trần Quốc Tuấn ha. Dáng đứng rất là hiên ngang luôn nha mọi người. Bên đây cũng cầm cái kiếm ha, tay cầm cái kiếm ha. Dưới này thì cũng có đóng những cái dòng chữ ha. Rất đáng để sưu tầm luôn ha. Thì cái kích thước của cái tượng này đo được có là cái chiều cao rơi vào khoảng 30 cm ha, và bề ngang là khoảng 11 cm ha. Tượng này nặng khoảng 2 kg, thì giao lưu với cả nhà mình là với giá là 2 triệu ha. Rồi 2 triệu cho mã số 6 mọi người. Tiếp theo cái mã số 7 ha. Mã số 7 thì giao lưu với mọi người cái tượng của Bác Hồ ha. Vị cha già đáng yêu ha, đáng kính ha. Đây có giống dòng chữ dưới này luôn ha, Chủ tịch Hồ Chí Minh ha. Rồi đây mọi người xem ha. Thì cái kích thước của cái tượng này đo được đó là cái chiều cao 30 cm nha mọi người. Và cái đế dưới này thì khoảng tầm khoảng gần 9 cm ha, nặng khoảng 1,6 kg ha. Thì giá giao lưu với mọi người là 1,6 triệu luôn ha. Rồi tiếp theo cái mã số 8 là giao lưu với mọi người cái bàn tính ha, bàn tính bằng gỗ ha. Xung quanh đây gỗ có cẳng mấy cái hộp đá đây, rất là đẹp luôn ha. Thì cái kích thước đo được của cái bàn tính này là cái chiều ngang của nó khoảng 25 cm ha, và cái bề dài nó khoảng 50 cm nha mọi người. Bề dày như thế này là khoảng 3 cm ha. Thì giá giao lưu với mọi người cái bàn tính này thì 1,5 triệu ha, rất rẻ, đáng để sưu tầm nha mọi người. Rồi đó là cái mã số số 8 nha. Tiếp theo cái mã số 9 giao lưu với mọi người cái
cái tượng Nhất Long Bảo Châu ha, rất đẹp luôn ha. Đây gồng rất là sắc nét luôn nha mọi người. Ở đây có một cái viên châu làm gợi ha, bằng đá ha. Đây mà mọi người xem phía sau ha, rất là đẹp luôn ha. Làm cái hình cột sống dân rất là sống động luôn ha. Rồi cái kích thước đo được của cái tượng này đó là cái chiều cao rơi vào khoảng 36 cm đi mọi người. Và bề ngang nó khoảng 22 cm ha. Thì cái tượng này nặng khoảng 6,8 kg ha. Giá giao lưu với mọi người là 4 triệu ha. Rồi rất đáng để sưu tầm luôn nha mọi người. Rồi tiếp theo cái mã số 10 là giao lưu với mọi người cái thánh giá ha. Làm rất là chi tiết sắc nét luôn nha mọi người. Đây, cái này rất hoa văn, rất là tỉ mỉ luôn ha. Từng chi tiết ha, dài lên tới trên đỉnh luôn ha. Rồi đây là mặt phía sau ha. Thì cái chiều cao đo được của cái thánh giá là khoảng 42 cm nha mọi người. Và bề ngang là khoảng 13 cm ha. Thì cái thánh giá nặng khoảng 1,9 kg ha. Giá giao lưu với mọi người là 1,6 triệu ha. Rồi tiếp theo mã số 11 thì giao lưu với mọi người cái tượng Chúa ha. Đây mà mọi người ngắm ha, làm rất là thần thái luôn ha, sắc nét luôn ha. Thì cái kích thước này đo được là cao khoảng 40 cm nha mọi người. Và cái bề ngang khoảng 11 cm ha. Và cái tượng này nặng khoảng 3 kg ha. Giá giao lưu với mọi người là 2 triệu ha. Rồi mã số 12 giao lưu với mọi người cái tượng Đức Mẹ ha. Đây mà mọi người ngắm ha. Diện mặt rất là thần thái luôn nha mọi người. Rồi. Cái kích thước đo được của cái tượng Đức Mẹ này là khoảng 40 cm ha. Và bề ngang là khoảng 10 cm ha. Thì nặng khoảng 3 kg, giá giao lưu mọi người cũng 2 triệu ha. Thì nếu mà mọi người thỉnh nguyên cái bộ như thế này thì để cho mọi người với giá là 5,5 triệu nha mọi người. Rồi, đó là cái mã số 10, 11, 12 ha. Rồi, tiếp theo cái mã số 13 là cái mã cuối cùng trong cái video ngày hôm nay, giao lưu với mọi người cái cặp bình tứ quý ha. Thì ở trên xung quanh cái thân bình thì có khắc bốn cái loài hoa đặc trưng của bốn mùa ha. Đây, cái hàng trên này rất là lành luôn mọi người. Dày dặn mà lành luôn ha, lành tít luôn ha. Cái này thì mọi người đem về trưng hoa rất là đẹp luôn nha. Thì cái kích thước đo được của cái cặp bình này đó là cái chiều cao khoảng 36 cm ha. Và cái bề ngang nó khoảng 13 cm nha. Thì nặng cả cặp này là 5,5 kg, giá giao lưu với mọi người là 2,8 triệu luôn ha. Thì đó là những cái sản phẩm giao lưu với mọi người trong cái video ngày hôm nay nha. Mọi người thì có liên hệ đặt hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình ha. Rồi mọi người có xem video thì cho kênh xin một cái click vào nút like và đăng ký ha. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của kênh ha. Xin hẹn gặp lại mọi người trong cái video tiếp theo nha. Xin kính chào tạm biệt.